Xin chào các bạn, hôm nay thì mình làm một cái video để chia sẻ cho các bạn về cái cách tính KPA của nồi áp suất nồi cơm thì nó như thế nào. Thì nhiều bạn mình, các bạn tìm hiểu thì những mẫu nồi nó ghi 5 KPA, rồi 20 KPA, rồi 25, rồi 30, rồi thậm chí là 50 KPA. Nhưng mình có thể là một vài khách hàng biết, một vài khách hàng thì mình chưa biết vấn đề đó. Thậm chí là mình có tìm hiểu là ví dụ như một KPA thì nó bằng bao nhiêu kg trên cm vuông. Nhưng mình vẫn chưa hình dung ra được là cái kg trên cm vuông đó thì nó như thế nào. Thì hôm nay thì mình làm một cái video để chia sẻ cho các bạn về để các bạn rõ cái hình dung đó nhé các bạn. Đây thì trước tiên thì mình các bạn xem. Đây. Tức là một KPA thì nó bằng 0,01 kg trên cm vuông. Còn một KPA thì bằng 0,001 MPa. Như nồi Panasonic thì họ không tính KPA mà họ tính bằng MPa nhé các bạn. Rồi một KPA thì nó bằng 0,01 ATM. Thì trước đó Toshiba họ có làm cái dòng tô cổ 2 là 7 hay là 8 ấy, thì họ tính bằng 1.4 ATM hoặc là 1.2 ATM. Đấy, tức là 1.4 thì tương đương khoảng 140 KPA nhé các bạn. Còn 1.2 thì là 120 KPA. Tức là trong tất cả các loại nồi cơm ấy, từ quá khứ đến bây giờ thì cái mẫu nồi đó là nồi cơm có áp suất nó cao nhất. Còn thời điểm hiện tại thì cái dòng Yuji này, cái dòng ví dụ như là nở đúc hoặc là tay đẩy điện cửa điện đấy các bạn, đấy, thì là áp suất là 50 KPA là cao nhất. Rồi thì giờ mình sẽ tính cho các bạn cái mẫu nồi Pana này nhá. Thì mình tính cm vuông thì từ đầu ấy thì mình cũng chưa hình dung được, thì mình cứ tưởng là tính cái bề mặt này thôi các bạn, cái diện tích vuông này, nhưng mà thực ra không phải. Đấy, mình phải tính toàn bộ cái diện tích toàn phần này luôn các bạn. Thì cái diện tích toàn phần của cái này là mình tính theo cái công thức hình trụ. Đấy, thì mình đây mình đo cho các bạn xem nhé. Mình tính thực tế cho các bạn xem luôn. Cái này thực ra mình tính rồi, nó rơi vào tầm khoảng 652 cm vuông các bạn. Đấy thì mình đo cái miệng đáy trên cộng miệng đáy dưới chia 2 này, nó là khoảng này nó khoảng 20, bên dưới nó khoảng 16. Đấy, 20 cộng 16 tức là mình chia ra thì nó là 36. 36 mà mình chia cho 2 thì nó ra cái diện tích đáy, cái đường kính của cái đáy ở trên, cả trên và cả dưới. Đấy, rồi mình sẽ đo chiều cao. Đấy, rồi mình sẽ làm theo công thức này các bạn này, công thức của toán lớp 5 thôi. Rồi mình chia ra thì mình tính được cái diện tích toàn phần của cái nồi này, thì mình tính nó là 652 cm vuông. Thì đối với cái nồi Pana này, nó 1 lít, cái nồi nãy 1 lít, thì nó xem nhau các bạn, cái này nó có xê lệch một chút, rồi tầm khoảng đâu khoảng 2 hay là 3 cm vuông, là có thể là do cái thước của mình hoặc là cái sai lệch số của mình tính nó sơ nên nó chưa chuẩn. Đấy, thì nó rơi vào tầm khoảng 652 cho đến 655 cm vuông đấy các bạn. Thì đối với cái nồi này là 0.02 MPa thì nó tương đương với khoảng 20 KPa. Thì mình lấy 20 KPa đấy, nó tương đương với lại khoảng 0,2 kg trên 1 cm vuông. Thì mình lấy 0,2 kg đấy, mình nhân với lại 652 thì nó ra khoảng 130 kg. Đấy, cái nồi này nó tương đương khoảng lực, gọi là lực nén cho toàn bộ cái bề mặt cái son này ấy, nó rơi tầm khoảng 130 kg. Như cái này thì nó là tới 30 KPa thì nó tương đương với khoảng hơn 190 kg. Đấy thì mình hiểu nôm na nó là như vậy. Các bạn ở xe hơi các bạn nhìn thấy cái trục của B đấy các bạn, xe mà xe hạng xe sedan, xe gia đình ấy, thì cái áp suất lốp nó rơi vào tầm khoảng 200 cho đến 260 270, tức là gấp khoảng 10 lần cái này. Đấy, thì như vậy thì khi mà nó nổ lốp ấy, các bạn nghe rất là to luôn. Đấy, thì thực ra cái này, nồi này thì nó chưa bao giờ bị tình trạng nó nổ, nhưng mà nếu mình giả sử như là nó nổ thì nó cũng phải bằng 1/10 đấy, cũng rất là to luôn các bạn. Như hồi trước mình có cậy một cái nồi tô cổ ấy, thì tức là nó bị khóa áp suất, nó không mở được, nhưng mình bung hết mặt ra xong mình đè mình nhấn không được ấy, thế là mình cầm cái giống như cái cưa ấy các bạn, mình cắt hẳn, đang nấu đang sôi luôn, mình cắt hẳn cái thanh nhựa đấy để mình gậy ra. Nhưng mà khi mình nhấn ấy, nó nổ, tức là nó nổ là kiểu hàng xóm nghe thấy luôn các bạn. Tức là cái nồi đó thì nó gấp nó tới 140 KPa, tức là gần bằng, nó bằng nửa một chiếc xe, một cái bánh sau của đầy tải của một chiếc xe khoảng 2 tấn đấy các bạn. Đấy, cái xe gia đình khoảng 2 tấn. Nó thì nếu mà tính theo kg như thế này nó rơi tầm khoảng 950 kg. Rất là to luôn.
Thì qua cái video này thì các bạn hình dung được một phần cái áp suất của nồi cơm như vậy nhá. Tại vì mình truyền tải cái thông tin nó không được gọi là rõ ràng cho các bạn, thì các bạn có gì thông cảm cho mình, thì có thể là nôm na thì các bạn cũng có thể hình dung ra được. Rồi, mình cảm ơn các bạn nhé. Xin chào các bạn.